này là cánh thơ nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò, này là bánh chân mẹ hòa từ tay gói gửi cho con, này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang, nay em gửi ra tới chiến trường mang chung tình hậu phương hương mến. Ngồi đọc lá thư đơn khơi tha thiết văn chương học cho, nhìn cặp bánh chân mà lòng ngồi thương mặc vào áo len, sao tôi nghe trong hồn còn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời như tất cả xưng là ở đây. Tôi đã đem linh hương nồng mắm đến với linh cảm ơn ai khi sinh về vui thật là vui, không quên người chương gió phương trời ôi em gợi tình đi muôn nơi. Ta tìm nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời con chúc mừng năm và đời đến em bao nhiêu thương anh đành cho, khi dưng về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày
gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu thương anh dành cho em, khi xin về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai. Và gửi đến em bao nhiêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai.